Let's go, chẳng... let's go, let's Lần này mình go. Top 1. Tắc mít trái hát đặc. Mèo. Ghê à. Tắc mít trái hát. Lần này mình top 1. Lần này tôi top 1. Tôi sẽ top 1. Tôi sẽ top 1. Không top 1 nghỉ game. Mèo. Không top 1 là xóa game. Mèo. Tiêu 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 tiêu. Tiêu tiêu. Tiêu tiêu tiêu. Ui mèo 3000 mấy điểm. Ôi ôi, phèn văn phò 700. Mèo. Rít kích thế. Có thanh niên củ cải đang theo mình. Nhảy đâu vậy? Nhảy ngoài đó kiếm đồ hả? Huy hiệu thợ săn hả? Được, có nhờ. Bẻ lái rồi, thanh niên bẻ lái rồi. Không ổn. Bật alock lên. Tốc độ thần thánh. Có súng sọc gun. Có súng trường. Một kill. Quá xịn xò. Tốc độ là bàn thờ các bạn ạ. Nếu phải tốc độ như vậy thì mới ăn được người ta. Huy hiệu thời gian của mình xong rồi mình sẽ đi lấy cái tăng giáp sau. Này mình sẽ không để bị bể đầu nữa đâu. Ok, đi tăng giáp nha mọi người. Bật alock lên chạy tiếp. Xì quẹn có. N94 có. Ok. Thompson trong tay có. Quăng bớt đạn ra. Lắp nòng vô. Quăng đạn. Quá xinh xò đến từ vị trí của AS Mobile. Tèo 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 tèo. Không có bom keo rồi. Bom keo đâu, bom keo đâu. À có bom keo rồi, mừng quá. Một quả bom keo là một tính mạng của mình các bạn ạ. Qua bên khu này coi có ai không. Mình nghi lắm, mình nghi là có người lắm. Không nên chạy thẳng, chạy xéo xéo xuống coi. Lên kho ý anh. Thôi không có lên kho đâu. Dài chí mà lên kho. Ở dưới đấy chơi không sượng. Lên kho anh chí cho chệt ra. Tại vì mình cảm thấy mình vừa đủ đồ rồi. Không cần phải lên kho làm gì các bạn ạ. Ôi tốn hai quả keo của mình rồi. Mình kỹ quá nên là tốn hai quả keo rồi. Bên kia có thằng chạy rồi. Bên đây thì chắc là chưa có đâu. Mình phải đi kiếm keo thôi. Tốn hai quả keo rồi. Không ổn rồi đại vương ơi. Keo của tôi đâu? Đại vương ơi còn keo không? Còn keo không? Còn keo không? Mail game vừa hạ gục được sĩ keo. Quá là kinh khủng. Ok, tìm keo nha các bạn. Cố gắng tìm thêm một quả keo nữa là vừa đẹp. Có xe trong đây. Ấy á. Ui, đau thế. Có tăng giáp. Nhưng cái chòi ở trước mặt khá là nguy hiểm các bạn ạ. Có thể là mình sẽ chết bởi cái tăng giáp này. Có thể là đứa nào đang nhử mình ở đây. Đừng, 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 đừng. Ok. Thanh niên này nhây nhờ. Hình như đứng đó từ chiều thì phải. Khá là nhây. Nhây thì ép quay lại thôi chứ có gì đâu. Đâu rồi ra đây. Ra đây tôi đây nè. Nhây thế nhờ. Tôi đi đây. Chào tạm biệt mọi người. Tôi đi trước đây. Mọi người làm gì làm đi. Tôi đi tìm keo của tôi. Còn mấy người thích bắn thì mấy người cứ đứng đó bắn đi. Mình không có cái chảo nữa chứ. Chảo chống dính. Đâu rồi? Không cần chảo cũng được. Ít ra phải cần một cái gì đó để che đít lại cũng được mà. Mấy thanh niên cứ khịa xong rồi chạy. Khịa xong rồi chạy. Chơi vậy hay chơi lại? Còn 14 người trên bản đồ nữa thôi. Nói chung là mình vẫn còn trong bo. Cái đường đi của mình thì vẫn còn có. Giảm thanh nè. Ok. Một quả keo có làm nên lịch sử được hay không đây? Trên kia có thính. Mình nghĩ rằng nên lấy thính. Và trên kia phiêu lắm các bạn. Trên kia giống như có địch á. Mình cảm giác giống vậy á. Bây giờ mà mình chạy lên mà đang bị bắn là thôi rồi. Ủa sao không lấy thính được? Ừ keo.
Hay quá. Góc này không an toàn đâu các bạn ạ. Kèo, có máu. Bò mình luôn. Tự nhiên mình quấn máu là chi trời. Bò mình như nếu như mà đứng đây á thì sắp xuất mình bị ke khá là nhiều. Được ngồi trong đây được các bạn. Dư đạn để bắn luôn. Củ cải bên kia bắn hoài. Còn thằng bên này thì có một ngôi nhà. Ngồi đây thì chắc chắn là không bị bắn rồi. 100% ngồi đây không bị bắn. Có thể mờ lèm được cái thằng ở trong nhà này. Nếu như nó không có gốc cây nào, nó chỉ có cục đá với gốc cây phía trước mặt là được thôi. Mình nghĩ là mình có thể mờ lèm được cái thằng này. Mờ lèm được. Nó chạy rồi chưa ta? Nó chạy chưa ta? Một thằng bắn tui. Còn thằng ngoài bo chết chưa ta? Thằng này bắn nhiều dữ ta. Ngay gốc cây có một nè. Ngay gốc cây hình như chết rồi. Gốc của mình thì bên này coi có ai không đây. Mình phải qua đây nè. Bên này không có ai cả, mình nhảy xuống chắc là ok. Nhảy. Cục điện là của mình. Thằng bên này nó sẽ không dám công qua mình đâu. Không dám đâu. Chỉ có bên này nó không chưa biết là góc này có người thôi. Trước mặt hình như có địch. Cục điện là của mình. Không có mình để đặt ở đây nữa. Có phóng lựu rồi. Còn 3 thằng. Ok, thằng trước mặt, thằng phía sau có phóng lựu. A phò. Yeah! Ghê nha, tâm hồn luôn. Hết ghê thế, con quỷ mèo nha, chết đi. Ui, ai biểu cậu canh tôi làm gì? Canh cái con gái, con quỷ mèo chơi xấu. Cậu thấy người có giết được người cái cậu qua cậu canh tôi. Cậu ý cậu qua ấy, cậu chơi xấu, nghe quỷ mèo chơi xấu. Ghét quỷ mèo, đi bỏ quỷ mèo. Canh tôi,
quỷ mèo chỉ xấu vãi nổi, giết mèo đi. Hay chiến thắng.